Chào các bác, chào các anh, các chị. Hôm nay thì đi ngó nghiêng xem là Đai Châu của chúng ta đến thời điểm này như thế nào rồi. Thì nếu các bác nào ở ngoài Bắc, miền Bắc ta ấy, thì dịp này là rất là nắng, nóng. Không biết là nay mai có rét không, nhưng mà nắng nóng các bác. Nếu mà như thời tiết này thì lan của chúng ta nở rất sớm đấy. Đấy, nở rất sớm chứ không nở muộn đâu. Đứng này nó thấp quá nên không nhìn rõ, không rõ nụ. Phải leo lên thì mới nhìn thấy. Đấy, cây này có 3 nụ. Đấy, có 3 nụ dài bằng cái dài nhất cũng phải 4 phân rồi. Xem cây bên cạnh này. Đấy, cây trong cũng 2 nụ phải 4 phân rồi. Đấy, như cây này thì chắc là nở rất là sớm. Có bác nhắn tin bảo là không biết là nhà bác thế nào, như nhà tôi cây vẫn còn chưa có nụ. Thì đúng, có những cây không có nụ thật. Nó chưa có nụ này khéo là nó sẽ không không ra. Có khi nó bỏ chăng? Hoặc nó quá muộn thì không rõ, nhưng mà không thấy có nụ thật. Có cây không có nụ hay là nó bé quá chưa nhìn thấy. Đấy. Xem cây này thì bỏ ra xem nào, nhìn có thấy không? Các bác có thể không nhìn thấy nhưng mà nó có rồi. Cây này có trắng trắng ở nách rồi. Có rồi, cây này có rồi. Cơ bản thì bây giờ nó phải là có nụ rồi thì thường là nở trước Tết. Còn bây giờ bắt đầu đang nhú thì tôi nghĩ là nó sẽ nở đúng Tết đấy. Ôi ơi, cây này các bác này, nó sắp nở nơi. Cây này cái cần hoa nó dài lắm rồi, cần hoa nó phải đến hơn 10 phân rồi. Đây, cây này có 2 cần hoa. Đấy, cần hoa như thế này thì sắp nở nơi, có khi bây giờ mới là cuối tháng 9. Có khi sang tháng 10 đã nở rồi đấy. Tại vì thấy tiết ấm này nó nở rất là nhanh. Nó nở nhanh lắm. Xem cây bên cạnh đây. Đây, nụ đã bằng cái này rồi. Thì sẽ nở rất là nhanh. Sao cây này có mỗi có 2 nụ, bên này một nụ với bên gọi là mé kia một nụ. Nói chung là 2. Cây này cũng 2 thành được 4. Đấy các bác trông này, nụ bằng tương đây rồi thì nhanh lắm. Cây này bản lá rất là to. Các bác nhìn cái rễ của nó như ngón tay. Đấy, cây này được 4 hoa. Đấy, cái rễ của nó khủng khiếp chưa. Đấy, chậu thì chẳng mọc cái chỏng lên trời này. Đấy, xem bên đây xem cây, những cây bé bé này. Cây bé bé này chưa chắc. Cũng có rồi này. Đấy, cũng có nhú rồi. Cây này, cái bên kia thì chưa nhìn thấy. Những cây bé quá thì nó có thể nó không đâu. Không biết cây này thì sao nhỉ? Cao quá, không với tới được. Cao quá, không nhìn thấy, ngại mang xuống. Thường những cây nó đã to như thế này là nó đều có hoa đấy. Đấy, cùng một chỗ như thế này mà to như thế này là sẽ có hoa. Những cây bé thì có thể khó hoa. Mùa này thì là năm nay rất là ngược. Nếu như thời điểm các năm thì bây giờ là có rét rồi, mặc áo rét rồi, nhưng các bác thấy là năm nay là rất là nắng. Như bây giờ là nắng như mùa hè luôn. Cây này có nụ rồi. Các bác nhìn thấy rồi đúng không? Có nụ rồi. Cây này là nó là nghiêng ra,
cây thì khá to mà nó bị nghiêng. Nó bị nghiêng ra như này, nhưng mà nó nghiêng nó có cái lợi thế các bác ạ. Tí có tôi cho xem các bác xem nè. Nó có cái hay để nó nghiêng thì hiện bây giờ mé bên này là các bác nhìn đây, nó sẽ có ba cái mầm này. Ba cây con ấy gọi là đẻ ba cây con rồi. Hai cây to này với một cây đang đẻ đây. Ba cây con nhé. Nay mai một cây này, một gốc mà có ba cây đấy. Thế mà mẹ nó cũng đang có hoa có nụ rồi. Mẹ nó có nhìn thì mới có nhìn có mới có mỗi nụ thôi. Hay mải đẻ con quá là không thèm ra nụ nữa. Đấy. Đấy, thì kiểm tra hôm nay chúng các bác kiểm tra là đa phần là nó là như vậy rồi đấy. Có nụ này, có cây thì có nụ dài này. Đấy, có cây thì ngắn ngắn, có cây thì vẫn nhìn thấy chưa có, chẳng biết có không. Thì không biết nhà các bác này có nhiều tay trâu không, như nhà tôi thì có độ khoảng hơn chục trậu, to có bé có. Đấy, cây nó chỉ tầm này thôi, cây này có nụ rồi, cây thì có, cây thì chưa. Thì cái thời điểm này các bác chịu khó là giữ ẩm nhá, nắng thì cần giữ ẩm rồi. Thế rồi côn trùng, thế mà nhìn thấy côn trùng mà nó nhiều quá, bị kiến cứ bò bò nhiều quá thì khẩn trương là dùng cái thuốc diệt côn trùng là xịt đi. Đấy, xịt vào cái kẽ lá chỗ ngọn xuống đấy để diệt đi, chứ nay mai mà nó có nụ như cái cây to kia rồi thì là nó sẽ ảnh hưởng đến cái nụ đấy. Mình cứ tránh đi đấy, không may mà nó xảy ra thì nó lãng, nó phí lắm. Thì không phải sốt ruột lắm đâu, nó cứ tự nó ra thôi. Nếu mà bác cảm thấy sốt ruột thì những cái cây mà nó chưa thấy nhú nụ thì bác có thể tưới cái phần 60-30-30 ấy, tưới nó cho độ khoảng 2 hoặc 3 lần. Đấy, tưới để xem nó kích thích, xem là nó có đẩy hoa ra không. Còn nếu mà nó cứ cố tình nó không ra hoa thì cũng phải chịu các bác. Không ép nó được quá. Đấy, ép quá thì lúc được thì lại thì cái tí nụ thì lại hỏng xử mất cái cây, có nghĩa là cây nó sẽ yếu. Nên cũng không quá nặng nề. Không có năm nay thì ta có sang năm. Thế mà thời tiết nó ấm như thế này là nó sẽ, nếu có nụ ra là nó nở sẽ sớm hơn các năm. Đấy, nó sẽ sớm hơn đấy. Nếu mà trời rét khoảng 10-12 độ, dưới 15 độ thì nó rất là chậm. Đây này, cây này đã có cái lá vàng đấy, rụng lá chân. Thế thì nếu mà các bác mà trồng cây, những cây đứng mà trồng thì nhìn nó có thể hoa nó đẹp hơn, đứng cứng cáp nhìn đẹp hơn. Đây tôi đa phần trồng đứng đấy, chứ cũng không trồng nghiêng. Có cái cây kia là nó bị nghiêng do cây nó to xong nó ngã ra rồi mình cũng không dựng lại nhá. Thì giờ nó thành cái nghiêng, nghiêng thì giờ lại đẻ con, có nghĩa là tuổi nó già rồi nó đẻ con. Để chúng ta cứ để ý thôi, ngắm nghía để xem nay thế nọ, nay thế này, mai thế kia, xem là khi mà nó có nụ ra thì làm sao. Đấy, có cây thì đã sắp nở rồi. Các thể loại khác, ví dụ như phi điệp thì giờ đang cái dịp mà phình thân các bạn. Đấy, thỉnh thoảng lác đác cái lá rụng. Đấy, ngọn cũng thấy tròn vo rồi, tròn rồi, mập rồi này. Cây này được cái là ăn nắng buổi chiều cỡ từ 3 giờ đến tối là ăn nắng trực tiếp, soi trực tiếp ở ngoài vào. Đấy, cứ như thế này thì sẽ rất là đạt hoa các bạn. Những cây như thế này thì nay mai hoa cứ rũ ấy, tại vì nó được ăn nhiều ánh sáng. Cây vàng vàng rất là khỏe mạnh, mập ú. Đấy là những cây rất, thế là rất là tuyệt vời.
Đấy, một số này thì cũng thắt ngọn, gọi là thắt ngọn rồi. Hết rồi đấy. Nay mai mập thân sau. Cây này thì mới thắt thôi, như nên là sẽ mập thân sau. Mùa này nhìn cái cây cối nó nhìn nó không được đẹp lắm. Thôi tản mạn thăm vườn với các bác một tí. Bây giờ cái loa công nó phát to lắm rồi. Nó nói to lắm, mình không thể nói chuyện được nữa rồi. Các bác thông cảm nhá. Rồi, xin chào các bác.